chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, buổi chiều hôm nay chủ nhật thì Đức Trung lại tranh thủ lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Trước mắt quý anh chị và các bạn là chiếc Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2020. Con này lên form 21 rồi. Đấy, tháng 12 năm 2020. Xe chạy hơn 2 vạn, đẹp xuất sắc, đẹp miên man. Con này phải nói là chủ xe chỉ cất ở trong gara thôi. Đức Trung sẽ đi một vòng quanh xe để quý anh chị và các bạn quan sát chi tiết về phần ngoại thất. Lát nữa thì Đức Trung sẽ quay chi tiết từng bộ phận để quý anh chị và các bạn xem. Con này thì có thanh thể thao, lắp thùng cuộn. Vâng, chiếc XLS 2020 chạy hơn 2 vạn nhé. Đức Trung xin nhấn mạnh là mới chạy có hơn 2 vạn thôi. Đấy, xe quá đẹp, lên full đồ rồi. Cái dòng này nó trang bị lái điện có cân bằng điện tử, động cơ thế hệ mới rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nó vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm nhiên liệu. Form dáng rất đẹp, màu đen. Vâng, bên Đức Trung đang chào bán mẫu xe trên với giá là 555 triệu đồng. Giá trên thì vẫn còn thương lượng và vẫn còn bao rút hồ sơ cho anh em. 2020 nhưng mà phải nói là đẹp xuất sắc, đẹp hơn 2021 luôn, đẹp hơn cả xe mới luôn. Xe mới thì nó là xe lắp ráp ở trong nước rồi, đây là vẫn là xe nhập khẩu. Cái mặt ca lăng hình sao rơi này, có xi nhan tích hợp trong cái cụm đèn pha này, vẫn là đèn halogen thôi. Cái bản này thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Đấy, rất là mới nha, sơn xi các cái đường gân biển Quảng Ninh, nói chung là biển ở đâu thì bây giờ cũng phải rút hồ sơ rồi. Xe quá mới, sơn xi 100%, lốp mới tinh, lốp theo xe còn rất là mới, thậm chí gầm bệ hệ thống treo còn bước, xi nhan sườn. Xe đẹp xuất sắc, thanh thể thao lắp cùng cuộn. Đây gầm bệ nó bẩn đây anh chị nhá. Xe đẹp dã man, là răng đúc. Cặp đèn nguyên bản theo xe. Đây ba đờ sốc. Có cam đi liền với cái logo này. Đấy, sơ cua chưa chạm đất. Tôn sàn đây. Gầm bệ nguyên tem, động cơ đang nổ, không có một tí khói nào luôn. Hai cái bửng sau cũng có gắn cái ti thủy lực này, chống cái lực đột ngột. Đặc biệt là đối với chị em mở ra cái đồ này nó nặng, nó ủnh cái khá nguy hiểm. Có thêm cái ti này nữa là quá ok. Lưng lên cũng từ từ mà xuống cũng từ từ. Đấy, lót thùng sạch sẽ, lòng sơn zin. Đấy, keo chỉ mọi thứ là nguyên bản hết.
xuất sắc. Và hiện nay giáp Tết rồi, cái giá xe nó nhúc nhắc là nó cũng đẩy lên một chút. Đối với những cái dòng xe mà nhập nguyên chiếc này thì nó lại hiếm xe, cho nên là giá nó lại lên. Anh chị và các bạn này chốt nhanh thì được cái giá nó cũng tốt hơn. Xe trang bị ghế ra đấy, bản lề rồi là móc khóa, tem zin hết 100%. Bốn kính chỉnh điện, kính lái auto một chạm, khóa cánh, nút điều chỉnh đèn pha, chỉnh hương điện, vô lăng bốn chấu có tích hợp các phím bấm, có ga tự động. Xe chạy chuẩn là 26.469 km. Đây, màn hình sinh ba nguyên bản, củ số này còn rất mới luôn. Đây, hộp tì tay, điều hòa nóng lạnh hai chiều, có cân bằng điện tử. Đây, tắp lô tắp ly sạch sẽ, hai túi khí, trang bị lái điện nhé. Lái điện lái vô cùng là nhẹ nhàng luôn. Chân lý nguyên bản, hai đèn trần. Này, mã kính 20 hết. Mình dán phim cách nhiệt rồi. Vừa cách âm vừa cách nhiệt. Ghế phía sau da còn rất mới, có bọc vô lăng nhé, có cả mũ anh em dùng thì cũng để nguyên trên xe này. Cái cổng sạc 12V cho thiết bị di động. Đấy, cam kết bảo hành cho anh em là xe zin đẹp, không một lỗi nhỏ. Đấy, bao check hãng, bảo hành dài hạn cho anh em. Bảo hành 2 năm tại salon ô tô số 1 Ông Bí. Đấy, viết vào hợp đồng mua bán luôn là bảo hành 2 năm nhé. Đây, còn xe nó đẹp cho nên là ngoại thất nó đẹp, nội thất đẹp, mọi thứ là zin. Zin đẹp, chạy 2 vạn, xe còn mới tinh. Coi như là mới chạy hết rốt đa. Còn bảo hành hãng. Xe zin, xe đẹp, bên Đức Trung sẵn sàng bảo hành dài hạn cho anh em. Và cái mức bảo hành là 2 năm. Thế mà con này cũng mua trả góp được anh em nhé. Anh em mua trả góp thì làm các cái thủ tục ngân hàng bây giờ nó cũng nhanh thôi. Bách lý nguyên bản còn rất mới. Các cái khóa trẻ em, đinh vít, keo chỉ, các cái lỗ thoát nước nguyên zin đẹp 100%. Xe mới đẹp cho nên là cũng chỉ rửa qua nước lã lên sóng luôn để giới thiệu tới quý anh chị của các bạn. Ai quan tâm thì có thể đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Ông Bí, số nhà 59, đối diện với trạm đăng kiểm xe cơ giới của thành phố Ông Bí. Động cơ còn chưa rửa nguyên tem, máy nổ rất là êm luôn. Cái chi tiết ở trong khoang động cơ này nó hơi bụi bẩn một chút, nhưng mà zin là con ốc nhỏ anh em nhé. Ốc ca mô cổ sản, máy sáng choang, cô đếp ốc cổ sản và nguyên rất mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hơi bẩn chút. Nguyên đấy còn nguyên tem. Xe này thì mọi thứ đã ok hết. Để bảo hành dài hạn cho anh em mà. Đây, gương chỉnh rất là mượt mà. Đây, kính điện cũng thế. Sau bên lái phun nước rửa kính rất là tơi, các cái tốc độ nhanh chậm đầy đủ. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn chục phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Ford Ranger XLS số tự động một cầu máy dầu 2.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, màu đen còn rất là mới, xe mới chạy có hơn 2.6 một chút. Tất cả các cái chi tiết còn mới tinh và xe còn thơm mùi xe mới. Con này thì giá nó cũng không hề rẻ, nhưng mà đẹp xuất sắc thì nó có đắt hơn một chút thì chắc chắn là nhiều người sẽ lựa chọn chiếc XLS 2020 bên Đức Trung đang chào bán với giá là 555 triệu đồng. Đấy, giá trên thì cũng sẽ có bớt, có bao hồ sơ cho anh em. Đấy, anh em quan tâm thì đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Uông Bí, số điện thoại 0965 951 955. Bên ngoài cái mẫu xe này thì bên Đức Trung còn rất nhiều các cái mẫu xe khác. Đây, anh em có thể thấy này, có Fortuner này, XLS 2016, 17, 21, đủ các màu, Mazda BT, Nissan Navara, rồi có cả ngoại check. Rẻ nhất là có con Chi Tông 2009. Rất nhiều xe để quý anh chị các bạn lựa chọn. Địa chỉ xem xe salon ô tô số 1 Uông Bí, số nhà 59. Đức Trung xin phép được nhắc lại số điện thoại là 0965 951 955. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.